Samsung Galaxy A13 phiên bản 4GB chúng ta được giảm 500.000 đồng, mức giá hiện tại là 4.690.000, giảm 500 thì còn 4.190.000, góp 0% lãi suất. Mua SIM album giảm 30%. Máy trang bị màn hình 6.6 inch, độ phân giải Full HD Plus, sử dụng chip Exynos 850 8 nhân, RAM thì 4GB hoặc 6GB tùy phiên bản các bạn nha. Bộ nhớ trong 128GB. Camera selfie là 8 MP. Pin 5000 và có hỗ trợ sạc nhanh 15W. Máy thiết kế nhựa, mặt lưng làm nhựa bóng đó các bạn nha, dạ kính. Camera phía sau có 4 cam, độ phân giải camera chính 50 MP, camera phụ chứa nhất là 5, 2 cam phụ còn lại là 2 MP và đèn lánh. Với mức giá hiện tại là 4.190.000 là mức giá đã giảm đối với dòng sản phẩm này. Hiện tại được hỗ trợ góp 0% lãi suất. Chúng ta đưa trước 30%, còn lại thì chúng ta sẽ chia đều góp trong vòng 6 tháng, 4 tháng các bạn nha. Samsung Galaxy A13 4.690.000 giảm 500.000 còn 4.190.000.